Xin chào các bạn. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái thông tin liên quan tới ngôi chợ nổi tiếng, đó là chợ Ninh Hiệp. Chợ Ninh Hiệp hay còn gọi là chợ Nành Ninh Hiệp thuộc làng Nành, xã Ninh Huyện, huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25 km. Xưa kia thì Ninh Hiệp được biết đến như một làng nghề thuốc bắc truyền thống với tên gọi là làng Nành. Nếu đi qua cổng làng một đoạn thì các bạn có thể thấy một ngôi đình nhỏ. Đây chính là đình thờ ông tổ nghề thuốc của làng Nành xưa. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, Ninh Hiệp lại nổi tiếng là nơi có chợ vải và chợ quần áo lớn tại miền Bắc, tập trung rất nhiều dân buôn quần áo và vải vóc đến đây kinh doanh và lấy hàng. Trước đây thì chợ vải Ninh Hiệp thường chỉ họp vào các buổi chiều, nay thì do nhu cầu buôn bán nên chợ được mở cả ngày, lúc nào cũng nườm nượp dòng người vào ra. Vì là đầu mối bán sỉ nên mỗi ngày thì ước tính có hàng nghìn tiểu thương từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về đây đánh hàng, chưa kể khách mua lẻ. Thế nên là ngày thường cũng như ngày lễ thứ bảy, chủ nhật thì các khu chợ Ninh Hiệp luôn tấp nập kẻ bán, người mua. Để đến chợ Ninh Hiệp từ Hà Nội thì các bạn có hai phương án di chuyển, đó là đi bằng xe máy, xe buýt hoặc là các phương tiện khác như là xe ôm, Grab, taxi. Tuy nhiên thì để lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp thuận tiện và tiết kiệm chi phí, các bạn nên đi xe máy hoặc là xe buýt. Chợ Ninh Hiệp ngày nay thì nổi tiếng với cái việc buôn bán quần áo, các loại vải vóc, thời trang. Tại đây thì các bạn có thể tìm thấy đầy đủ tất cả các loại nguồn quần áo, vải vóc cho nam nữ, trẻ em với đa dạng các màu sắc, kiểu dáng được bày bán la liệt từ phía đường ngoài đến tít sâu ở trong chợ. Bên cạnh đó thì có các quầy hàng ăn uống giúp cho khách hàng có thể nhâm nhi những cái món ngon sau một hồi chen lấn và đi bộ xem hàng trên các con phố dài. Ninh Hiệp giờ đây không chỉ là thủ phủ trung chuyển mà còn là đại công xưởng hàng may mặc lớn nhất cả nước. Bằng chứng là khi mà xem hàng ở chợ Ninh Hiệp thì các bạn sẽ thấy rất nhiều cửa hàng chuyên bán đồ made in Việt Nam, nhưng mà đó không phải hàng của nhà máy hay các thương hiệu thời trang lớn mà đều được sản xuất ngay tại Ninh Hiệp. Ngoài nguồn hàng gia công phân phối khắp cả nước thì hàng hóa của các xưởng may gia công này còn được nhái theo bất kể thương hiệu nổi tiếng nào như là Zara, HM, Lacoste, Uniqlo. Bên cạnh đó thì một phần lớn hàng gia công ở Ninh Hiệp gắn mác các hàng thời trang nổi tiếng được đặt để xuất sang thị trường Angola, Cộng hòa Séc, Nga hay là Đức, nơi có nhiều lao động Việt Nam buôn bán và làm việc. Ngoài ra thì ở Ninh Hiệp người ta cũng có thể mua buôn từ cái kim, sợi chỉ đến hàng may mặc, giày dép xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan hay là Hồng Kông. Nếu như chưa từng đặt chân tới chợ thì có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ đến chợ Ninh Hiệp chỉ có bán quần áo và chỉ có một khu duy nhất mà thôi. Nhưng mà thực tế thì không phải là vậy. Chợ được chia thành 4 khu vực chính khác nhau và mỗi khu lại chuyên buôn bán riêng một mặt hàng nào đó. Cụ thể, đó là chợ đầu mối Bazaar là khu chợ chuyên bán các loại vải. Vải ở đây được bán theo cuộn, theo cân và giá cả thì tùy từng loại cũng như cách trả giá của các bạn. Nếu biết cách đàm phán, ngả giá và có kiến thức về các loại vải thì các bạn có thể tìm được những nguồn hàng rất là ưng ý ở đây. Khu chợ Sơn Long và chợ Phú Điền thì đây là hai khu chợ mới được quy hoạch, rất rộng rãi và nằm cạnh nhau. Chợ Sơn Long thì chuyên các mặt hàng quần áo nam, còn chợ Phú Điền thì chuyên bán các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang nữ. Chợ Nành hay là chợ cũ, chợ Xóm Năm, đây là khu chợ cũ nằm cạnh các chợ mới ở trên và chuyên các mặt hàng phụ kiện đủ mọi lứa tuổi. Cuối cùng đó là khu xưởng gia công quần áo Dốc Lã. Ngoài ba khu chợ chính thì cách chợ khoảng 3 km có một khu tập hợp rất nhiều xưởng chuyên gia công quần áo với số lượng lớn. Nếu các bạn có ý định đặt may theo mẫu để bán thì các bạn nên đến cái khu Dốc Lã thuộc xã Trường Yên tìm hiểu thêm. Một số những cái kinh nghiệm mà mình sẽ chia sẻ, các bạn hãy bỏ túi khi đi lấy hàng quần áo tại chợ Ninh Hiệp nhé. Nếu như các bạn định mở shop bán quần áo hoặc lấy lại đổ mối cho các cửa hàng bán lẻ thì Ninh Hiệp là một cái địa chỉ hàng đầu cho các bạn tham khảo và lấy hàng. Khi đi lấy hàng thì các bạn nên mang theo khẩu trang vì là chợ vải vóc và quần áo nên khá nhiều bụi. Đồng thời tốt nhất là đi giày dép đế thấp tránh đau chân. Vì chợ rất là dài nên các bạn phải đi bộ khá xa để tham quan và khảo giá các gian hàng ở trong chợ. Nếu các bạn mang theo tiền mặt thì phải cực kỳ cẩn thận vì chợ đông người và rất dễ bị trộm cắp. Nếu cần rút tiền ở chợ thì có hai cây ATM,
Một cây ở ngay cổng chợ Nành, cây còn lại nằm gần khu vui chơi của trẻ em. Chúng ta hãy thực hiện khảo sát một vòng trước khi chọn nơi lấy hàng. Vì các mặt hàng quần áo, vải vóc tại chợ Ninh Hiệp thì có khá là nhiều loại khác nhau, đắt rẻ hay là xấu đẹp. Do đó thì chúng ta hãy đi khảo giá trước và xem được các kiểu dáng ở các quầy hàng khác nhau trước khi mà lựa chọn gian hàng, sạp hàng ưng ý để mua buôn với số lượng lớn phục vụ cho công việc kinh doanh. Khi mua hàng thì các bạn nên yêu cầu chủ hàng xuất hóa đơn rõ ràng, vừa là để khi về nhà các bạn không bị quên giá nhập của từng mặt hàng, lại vừa làm hóa đơn đầu vào trong trường hợp mà cơ quan chức năng kiểm tra. Quan trọng nhất là cách mà chúng ta trả giá sỉ. Mấu chốt trong việc trả giá có thành công không khi đi lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp là các bạn tuyệt đối không để các chủ hàng đọc vị được mình là người mới và đang tập tành đi mua buôn. Vì là các chủ hàng ở đây rất tinh, họ chỉ cần nhìn hay là nghe bạn hỏi một vài câu là có thể biết được bạn là con buôn lâu năm hay là mới vào nghề. Đương nhiên thì họ sẽ đưa ra các cái mức giá khác nhau để các bạn trả. Thông qua những thông tin về chợ Ninh Hiệp thì các bạn chắc hẳn là đã biết về địa điểm chợ Ninh Hiệp này, giờ giấc cũng như là những món hàng mà chúng ta có thể mua được ở chợ Ninh Hiệp rồi đúng không nào? Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.